Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần thứ hai. Nào, chúng ta sẽ chuyển sang phần hai nhỏ. Phần hai nhỏ này lại là một trong những phần tương đối được hỏi nhiều ở trên phương diện thông hiểu. Hai nhỏ, ly độ, vận tốc, gia tốc. Ly độ, vận tốc, gia tốc. Vậy ly độ, vận tốc, gia tốc, cái đầu tiên mà các bạn cần nhớ đó chính là phương trình. Phương trình này tôi nghĩ 10 bạn học qua thì phải đến 9,9 bạn là nắm rõ các phương trình này. Nhưng sử dụng cái phương trình này như nào thì số lượng này chắc là không nhiều. Đúng không? Vậy chúng ta cứ nói lại đầu tiên, phương trình x sẽ bằng gì? A cos của omega t cộng phi. V thì bằng trừ a omega sin của omega t cộng phi. Và gia tốc a sẽ bằng trừ a omega bình cos của omega t cộng phi. Vậy loại bài phương trình này trước tiên các bạn phải nhớ chuẩn của nó. Sau đó các bạn sẽ nói thêm một vấn đề nữa, đó là sự chuyển giữa những thằng này. Ví dụ người ta cho một phương trình yêu cầu chúng ta phải viết phương trình còn lại. Tôi lấy ví dụ như này, tại sao chúng ta lại phải nhớ phương trình chuẩn? Ví dụ người ta cho một vật dao động với phương trình của vận tốc là v bằng 40 cos của 4t trừ pi trên 3 cm trên giây. Người ta hỏi phương trình của ly độ x như thế nào. Đấy. Như vậy ở đây là cho v khỏi x bắt buộc chúng ta phải nhớ lại cái loại chuẩn. Nếu không nhớ loại chuẩn này chúng ta phải dùng nguyên hàm làm rất vất vả. Để làm loại này bắt buộc các bạn nhớ chuẩn cho tôi. Các bạn phải nhớ v nó là phương trình trừ sin thì chúng ta phải chuyển cái cos này thành trừ sin, bởi vì tất cả các đáp án người ta thường cho x dưới dạng cos. Vậy chúng ta có thể chuyển bằng cách nào? Ta cho được v thì bằng gì? 40 sin của 4t trừ pi trên 3. Chuyển từ cos sang sin thì phải cộng pi trên 2. Nhưng nó cũng chưa chuẩn. Mà ở đây chuẩn là nó phải có dấu trừ ở đằng trước. Vậy các bạn lại chuyển dấu trừ bằng cách đặt dấu trừ ra ngoài này. Sin. Trong này sẽ là 4t. Chỗ này sẽ là cộng pi trên 6. Vậy thêm dấu trừ ở trong này thì trừ đi pi. Vậy chúng ta sẽ có được v sẽ bằng gì? Trừ 40 sin của 4t trừ 5pi trên 6. Vậy khi phương trình này đã là dạng chuẩn thì chúng ta sẽ suy ngay ra phương trình x thôi. Vậy v mà đã là trừ sin thì x sẽ là cos, nhưng 40 chia 4 thì bằng 10 cos của 4t trừ 5pi trên 6. Đấy. Các bạn nhớ vấn đề cho tôi đầu tiên, đó là các cái vấn đề về phương trình dạng chuẩn để chuyển từ thằng nọ sang thằng kia cho nó dễ dàng. Vấn đề đầu tiên. Vấn đề thứ hai của loại này là gì? Nào, vấn đề thứ hai tôi cần nói đến đó là chiều. Cẩn thận không nhầm hết. Chiều. Chiều. Thì ở đây chiều thì các bạn phải nhớ là chiều chỉ có v và a có chiều.
Vậy V và A có chiều thể hiện như nào? Tôi lấy ví dụ như thế này. Đây là 0 A trừ A. Khi vật đi từ vị trí biên trừ A về vị trí cân bằng thì đây sẽ là gì? V. Đây sẽ là V. Và khi vật đi ngược về thì đây sẽ là V và đây sẽ là V. Tiếp tục, đây sẽ là A. Đây là A. Đây cũng là A. Và đây cũng là A. Như vậy A của cả 4 giai đoạn. Vậy chúng ta sẽ nói V là theo chiều chuyển động. Theo chiều chuyển động. Thế còn A thì luôn luôn có chiều làm sao? Hướng về, hướng về vị trí cân bằng. Một là chúng ta dùng để làm trắc nghiệm cái này. Đây người ta gọi là lý thuyết nhớ. Nhưng còn một câu hỏi như này rất khó chịu. Ví dụ có một câu hỏi loại như này. Ban đầu ở vị trí cân bằng chuyển động theo chiều dương. Hỏi V và A. Hỏi V và A cùng chiều trong thời gian nào? Đáp án A là từ 0 đến T trên 2. Đáp án B là T trên 2 đến T. Đáp án C là 0 đến T trên 4 và T trên 2 đến 3T trên 4. Còn đáp án D thì là T trên 4 đến T trên 2 và 3T trên 4 đến T. Như vậy các bạn phải nhìn vào đây xem là 4 đáp án này làm như nào. V và A cùng chiều khi nào? Nhìn ở đây, bắt đầu từ vị trí cân bằng đi theo chiều dương. Như vậy là bắt đầu từ vị trí này đi theo chiều này. Như vậy từ ban đầu từ 0 đến T trên 4, V và A ngược chiều. Từ T trên 4 đến T trên 2 thì V và A cùng chiều. Sau đó V và A lại ngược chiều, rồi V và A lại cùng chiều.